Alo, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Virus. Hiện tại thì tớ đang livestream và tiện thể thì tớ quay video luôn, reaction luôn. Hy vọng là sẽ không bị bản quyền lúc này. Và chúng ta sẽ đến với yêu cầu khá là nhiều. Nếu lúc đó Tlinh featuring Two Pills, cái khúc mới của Tlinh. Let's go. Đổi kênh. Let's go. Từ từ cho cái này to, lúc này tớ đang chơi game nên nó hơi nhỏ. Ôi, nhầm. Thôi rồi, để lại đi. Let's go. Phải lỗi mà là cái MV như vậy ta. MV như vậy đấy, MV như vậy đấy. Let's go lại 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 lại. Ảo quá, ảo quá. Sexy. Nếu lúc đó em không buông tay, nếu lúc đó em không lung lay, hay quá vậy. Nếu lúc đó ta không trốn chạy, không giấu những thứ không muốn nhau đây. Nếu lúc đó mình đặt lên nhau, nụ hôn đắm đuối như thế lần đầu. Nếu lúc đó mình đừng giả vờ, vừa như mọi thứ không làm mình. Hay quá. Hay quá mọi người.
Sau đây mọi người tập trung quá, để xem nốt ra. Ra màn thực sự luôn đấy, trời đất ơi. Hiện tại tớ đang livestream, tớ nghĩ là chắc là những bạn livestream cũng sẽ cảm nhận giống tớ thôi. Đó là cái bài hát, cái phải dùng cái từ gì ta, cái tác phẩm này siêu phẩm, tớ linh đỉnh, không phải dùng cái từ gì đâu. Không biết là để phải nghĩ một cái cách mà nó làm sao mà nó miêu tả hết được cái cảm xúc của tớ lúc này ta. Thứ nhất, cái cô bé này là một cái người mà phải nói là viên ngọc quý đấy, một trong những viên ngọc đỉnh cao của cái thế hệ âm nhạc mới đấy. Tôi nghĩ là không thể tìm được một, không nói nó có vẻ hơi quá, không thể tìm được một cái bạn new generation nào đỉnh bằng Tơ Linh. Từ cái thần thái, từ cái nét viết, từ cái âm nhạc, thế câu chuyện nghe nó, cái bài này là bài Phố Bàn Bi mà nó nghe nó, tớ cảm nhận được từng cái nỗi đau, tớ nghe xong tớ buồn luôn đấy, buồn vãi chưởng luôn. Mà không phải vì tớ vừa lướt trên album của MCK, không biết mà sao hai bạn lại dính với nhau, thế là nghe thế nào dính với nhau. Thế tự nhiên bị trầm tư luôn ấy. Và giỏi kinh khủng luôn, viết cái bài tuyệt vời với Tupil, với đội team producer, đánh beat hay dã man. Bài hay quá. Cảm ơn mọi người đã gợi tôi react. Tôi không nghĩ là bài này, kiểu tôi bị không sốc, tôi không nghĩ là bài này hay đến thế. Trời ơi, thật ra nói cái này nó cũng hơi kỳ này, thì nó sẽ rất là tội nghiệp cho bạn gái mới của MCK và bạn trai mới của Tơ Linh. Nhưng cái tâm hồn âm nhạc của hai cái người Tơ Linh và MCK nó gắn với nhau một cách rất khó chịu luôn đấy. Nhiều khi mà tớ kiểu ây da, tội hai người mới kia là hai người tiếp tục sẽ tới với hai người đó, nhưng mà hai cái người nó hợp nhau kinh khủng luôn đấy. Nó vẫn có cái gì, tức là trong cái bài của MCK nếu không có Tơ Linh nó cứ làm sao, mà nếu không Tơ Linh cũng viết thế nào nó liên quan đến Tơ Linh. Hay là vì chúng ta, hay là vì tớ, cá nhân tớ cảm nhận cá nhân như vậy thôi, nhưng mà Tơ Linh biết thì liên quan đến MCK thì phải hay vai cả trường, bài hay vai cả trường. Quá đáng thực sự luôn đấy. Chảy nước mắt luôn, má ơi giỏi thế nhở Linh ơi, anh xin em. Ờ ơi, đỉnh cao thực sự luôn ý. Đỉnh cao luôn ấy, thề luôn ấy. Ai à, ơi. Tớ nghe thêm một người. Những vết cắt chưa lành được rồi lại gồng mình chẳng còn biết không. Và nếu em không, và nếu em không, và nếu lúc đó em không ám ảnh một ngày anh sẽ biến mất. Và nếu lúc đó anh cho em thấy em luôn là người duy nhất. Và nếu lúc đó mà em tin anh, mà anh tin em, mà ta tin nhau, là mình sẽ còn những cái chuyển cảnh là một này, những cái màu sắc thứ nó tạo cho một cái sự riêng biệt của Tơ Linh, một cái Tơ Linh rất là đặc biệt, rất art, rất là sexy trong cái sự rất là huyền bí. Ây à, cái bài hay quá rồi, viết những cái ngắt câu quãng nghỉ, effect and leap bè phối. Và nếu lúc đó mình đừng như thế.
cái pet nền pet tốt thế các bạn. Đây là một cái bài hát mà đây là một cái sản phẩm producer làm quá tốt luôn đấy, thực sự đánh cái bassline, cái những cái hay quá, cái team mới, cái đội ngũ, cái team producer mới lên này ai làm nhạc cũng tốt, dã man thực sự. Đây là một cái bài hát nó nói về nội tâm của người phụ con gái trong cái quá trình yêu khá là lâu rồi, và những cái nét chuẩn, những cái hình ảnh mà trong MV nó tạo nên cái thể trạng, tâm trạng, nó tạo nên cái tâm hồn của người đấy muốn miêu tả. Thì nghe hay vách cả trưởng mà nó ở đúng dùng cái từ suy thì đúng đấy, nó bị suy vãi. Cái lứa mới chúng ta sẽ không thể nào tìm được một cái người viết nhạc nào mà viết ra cái nhiều lyric và nó lại còn smooth như thế này. Clean nghệ sĩ luôn đấy, giỏi quá, giỏi em ơi. Ngay cả cái cách mà bạn ấy nghĩ về việc thể hiện hình ảnh, bạn đâu ngại vấn đề gì đâu, không ngại xấu, không ngại gì, nó có một cái cá tính riêng biệt mà. Cái này thật sự là mọi người, cái này là phải là từ bản chất con người sinh ra làm nghệ sĩ, kiểu sinh ra làm star thì mới thể hiện được chứ. Kể cả chỉ là hát không thôi mà không cũng là muốn chỉ mình ngầu đẹp đẹp, không thể làm ra cái art. Ê, tớ nghe mà tớ cảm thấy mình ở trong câu chuyện luôn này. Tớ có một khoảng cảm ra một cái tình mối tình yêu nào nó bị hay quá, hay quá, cảm ơn mọi người rất nhiều. Comment cái hay quá ekip. Anh xin em Linh ơi, anh xin em. Rồi, quá rồi. Chứ mọi người giỏi quá, giỏi hay quá. Thế ở đánh cho mọi người nghe piano á. Ok đây tôi đánh cho mọi người đang nghe piano. Cái hoạt thanh nó hay kinh khủng. Da. Hay quá. Nhớ lòng vì quá quen được phải gánh say như ngày đầu tiên mình đến bên nhau. Hay. Thật sự luôn đấy, xem thử cái group mà.
vậy là mọi người cũng giống buồn quá, tôi đổi hết ra gà rồi mẹ ơi. Ui giời ơi. Cúc nè. Buồn quá nghe bạn. Ồ, một ngày mình sẽ lại đến bên nhau. Ấy. Rồi dừng đây. À, buồn quá buồn má ơi. Ây à ơi, bài làm bây giờ bên tôi chắc chết thật sự. Bài này tôi đánh buồn quá. Cảm ơn rất nhiều đã theo dõi production của Virus. Có lẽ là mỗi một người sẽ có một cái cảm nhận riêng và tớ cũng thấy mình trong câu chuyện này. Tớ Linh nghe quá giỏi. Và chúc mừng cho tên sản phẩm mới, chúc mừng cho Chu Tiêu và Team Podium nữa. Quá hay. À, tuyệt vời. Cảm ơn mọi người.